Clip kinh hoàng cảnh pin điện thoại phát nổ trên tay người đàn ông. Cảnh tượng đáng sợ này xảy ra vào ngày 16 tháng 8 tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở Balaghat, Ấn Độ. Trong clip, một người đàn ông đã mang chiếc điện thoại tới cửa hàng để sửa chữa. Chủ cửa hàng sau đó cố gắng mở chiếc điện thoại ra thì pin của thiết bị bất ngờ phát nổ. Quá sợ hãi, người chủ cửa hàng có tên Bunty Lihe đã ném chiếc điện thoại đang bốc lửa ra khỏi cửa hàng. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. May mắn là không có ai bị thương. Chia sẻ với truyền thông địa phương, Bunty Lihe cho biết pin của chiếc điện thoại mà khách mang đến đã bị phồng. Anh cũng cảnh báo người dùng di động nên để ý và kiểm tra pin ngay lập tức khi có vấn đề.